Sáng nay ngày 23 tháng 8 tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Tổng Giám đốc Đường sắt ASEAN lần thứ 42. Tham dự hội nghị có 170 đại biểu chính thức đến từ đường sắt 8 nước ASEAN là Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, cùng các quan sát viên, các đơn vị triển lãm. Đến dự về phía Trung ương có Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh cùng đại diện lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 23 cho đến 25 tháng 8 năm 2022 với chủ đề Phục hồi và phát triển. Đây là lần thứ 5 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này. Sau lễ khai mạc là phiên họp toàn thể, hội nghị đã bầu chủ tịch, phó chủ tịch, ban thư ký và thông qua chương trình nghị sự. Hội nghị sẽ chia thành 3 nhóm công tác họp, đồng thời gồm nhóm tổng giám đốc, nhóm công tác kỹ thuật và nhóm công tác vận hành và marketing. Trong đó tập trung thảo luận các vấn đề cùng quan tâm như kế hoạch phát triển mạng lưới đường sắt, chiến lược phát triển đường sắt tại các quốc gia thành viên, chia sẻ những kinh nghiệm trong vận hành, quản lý hệ thống đường sắt, bài học từ ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới, các chiến lược marketing và vận hành hiệu quả để thích ứng với trạng thái bình thường mới. Hội nghị cũng là cơ hội để các tổ chức quốc tế, các nước có đường sắt phát triển trong khu vực và các nhà sản xuất cung cấp hàng đầu thế giới về công nghệ thiết bị chuyên ngành đường sắt, cập nhật thông tin về phát triển đường sắt trong khu vực ASEAN, tìm hiểu cơ hội hợp tác và giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới nhất trong lĩnh vực đường sắt, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước và khu vực.